Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael. Và đây là chương trình mà Michael xin được gửi tới quý vị những bản tin thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, bên truyền thông cánh tả đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử 2024 này vì cái sự đưa tin rất là láo xạo của họ, bôi nhọ, chụp mũ, đưa thông tin sai lạc về Tổng thống Trump và phong trào MAGA. Những điều đó họ đã cố gắng tất tay nhưng không thành công vì người dân đã nhìn ra mọi chuyện và họ đã quá chán ngán với những gì mà họ đã cử tri đã quá chán ngán với những gì mà đám truyền thông cánh tả đã đưa ra. Tuy nhiên, có vẻ như là những cơ quan này họ không có học cái gì từ thất bại này hết. Họ không nghĩ, họ không chịu nhìn nhận là vì cái thói đưa tin láo xạo và những cái sự tuyên truyền láo léo của họ mà họ khiến cho người dân tẩy chay không nghe họ nữa và đi tìm những cái cơ quan truyền thông độc lập, tự chủ và đưa tin tức đa chiều để người dân có sự lựa chọn nhiều hơn. Và cái tại sao ông Michael nói rằng là họ không chịu học hỏi và không dám thừa nhận cái thất bại đó của mình là bởi vì mới có một cuộc phỏng vấn đây giữa Tổng thống Trump và đài MSNBC. Và quý vị biết là cái đài này là cái đài láo xạo từ đó tới giờ. Và thông qua một cái cô xứng ngôn viên, người dẫn chương trình cũng rất là xạo sự, đó là cái cô Kristen Welker, thì một lần nữa chứng minh trong cuộc phỏng vấn đầu tiên này sau cuộc bầu cử đó, truyền thông cánh tả vẫn như vậy, không có sự thay đổi gì hết. Và xin mời quý vị tới với cái tường thuật cụ thể hơn về cái sự sắc láo của cái cô Welker này với Tổng thống Trump thông qua bản tin của Daily Caller cho biết với nội dung như sau. Cô Kristen Welker của chương trình Meet the Press đã cố gắng thúc ép Tổng thống Trump trong cái cuộc phỏng vấn giữa cô ta với ông về việc liệu ông có sử dụng quyền lực của mình để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Tổng thống Trump đã đề cử bà cựu tổng chưởng lý của tiểu bang Florida Pam Bondi làm tổng chưởng lý Hoa Kỳ và cũng như ông Cash Patel là nhân viên trong chánh quyền của ông nhiệm kỳ 1 làm giám đốc FBI. Cô Welker đã có cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press với Tổng thống Trump và cô đã cố gắng hỏi Tổng thống Trump về danh sách những người mà ông Patel liệt kê là thành viên của quyền lực ngầm trong một cuốn sách mang tên là The Government Gangster và liên tục gây sức ép với Tổng thống Trump về việc liệu ông có nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Xin tường trình lời của cô Welker trong chương trình phỏng vấn rằng ông Patel có một danh sách trong cuốn sách của ông gồm 60 người mà ông gọi là thành viên của quyền lực ngầm. Danh sách này bao gồm những người dân chủ như là Joe Biden và Hillary, bao gồm những người từng làm trong nội các nhiệm kỳ đầu của Tổng thống từ ông Bill Barr cho tới ông Christopher Wray. Tổng thống đã vận động tranh cử trên cái cương lãnh là tiêu diệt nhà nước ngầm. Thế thì ông có muốn ông Patel mở cuộc điều tra về những người trong danh sách đó hay không? Tổng Trump trả lời rằng không, ý tôi là Cash sẽ làm những gì mà anh ấy cho là đúng. Và tôi cảm thấy rằng Cash sẽ có một cái nghĩa vụ để điều tra các chính trị gia không trung thực hoặc là gian dối. Sau đó cô Welker tiếp tục hỏi Tổng thống Trump về việc liệu là Tổng thống có chỉ đạo direct ông Patel điều tra các chánh trị gia hay không. Tổng Trump nói là ông sẽ không làm như vậy. Tổng Trump nói rằng chúng ta có hai người tuyệt vời, có Cash Patel và có Pam Bondi. Pam Bondi như là có sự nghiệp thăng tiến như là cái phi thuyền vào vũ trụ vậy. Cô ấy rất là nổi tiếng, rất tốt, rất giỏi và công bằng. Còn Cash Patel thì cũng rất là công bằng luôn. Tôi sẽ nói với cô như thế này, tôi nghĩ là Cash đó có lẽ là cái người khó tánh. Bởi vì, cô biết không, anh ấy là một tiếng nói rất là mạnh mẽ và tôi không biết có ai mà không ca ngợi anh ấy đâu. Sau đó cô Welker lại tiếp tục thúc ép Tổng thống Trump nữa về việc liệu ông có muốn ông Patel
là truy đuổi các đối thủ chính trị hay không? Tổng Trump tiếp tục trả lời rằng là ông không kỳ vọng ông Patel sẽ làm như vậy. Và trả lời là không khi cô Welker hỏi liệu ông có muốn gọi là thấy cái chuyện truy tố hay là điều tra các đối thủ chính trị xảy ra hay không. Sau đó, cô ta vẫn không buông tha cho Tổng thống Trump, vẫn tiếp tục ép ông những câu hỏi liên quan tới ông Biden. Cô Welker hỏi rằng là ông, ngài có ý định làm vậy không? Ý định là đi truy đuổi ông Biden đó. Tổng Trump trả lời, tôi đang tìm cách làm cho đất nước chúng ta được thành công. Cái sự trừng phạt trả thù sẽ tới thông qua việc chúng ta thành công. Sau đó cô Welker hỏi về bà Bondi. Cô ta hỏi rằng là bà Pam Bondi nói về việc điều tra những người đã điều tra ông và đảng Cộng Hòa. Ông có muốn ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt, bị điều tra không? Tổng Trump trả lời, tôi muốn cô ấy làm bất cứ điều gì mà cô ấy phải làm. Cô ta lại tiếp tục ép Tổng Trump nữa, nói rằng là ông có chỉ đạo cho bà Bondi điều tra ông Jack Smith không? Tổng Trump trả lời, không, tôi không hề. Sau đó trong cuộc phỏng vấn, cô ta lại tiếp tục hỏi Tổng thống Trump liệu bà Liz Cheney của cái bà cựu dân biểu đó, trong Ủy ban Ngành Sáng viên Láo Xạo đó, có nên bị bỏ tù không? Cô ta hỏi rằng, vậy thì ông có nghĩ bà Cheney nên đi tù không? Ông có chỉ đạo giám đốc FBI và tổng chưởng lý tống họ vô tù không? Tổng Trump nói, không hề, tôi nghĩ họ sẽ phải xem xét điều đó, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi sẽ tập trung vào chuyện gì? Drill, baby drill, tức là khai thác dầu. Cho nên quý vị thấy đó, có một cái chương trình phỏng vấn thôi, nó hỏi 3 lần 7 lượt, nên hỏi 5 lần 7 lượt như vậy. Cứ hỏi, ông có muốn thấy người này bị bắt không? Ông muốn thấy người kia đi tù không? Ông có chỉ đạo cho người này làm gì không? Ông có muốn thấy điều đó xảy ra không? Lần sau á, làm một cái chương trình nha, làm một cái chương trình gọi là gì, sướng tên cặp lắc bạc đó. Bây giờ cứ lấy cái danh sách ra, list hẳn ra hết 100 mấy chục người, mấy trăm người gì đó, rồi mời Tổng Trump lên, chỉ cần hỏi là sao, câu hỏi đầu tiên, ông có muốn người này đi tù không, rồi Tổng Trump trả lời, rồi cứ từng người gì đi cho nó lẹ. Một cái chương trình phỏng vấn để hỏi Tổng Trump những vấn đề của đất nước, đi toàn là gì, tập trung vô chuyện ông có trả thù không, ông có truy người này, ông có bắt người nọ không. Quý vị thấy đây là cái giọng điệu tuyên truyền của đám cánh tả, rằng là ông Trump sẽ là một người trở thành một nhà độc tài, ông Trump sẽ bắt người này, ông Trump sẽ giam người kia, nó cứ như vậy. Trong cái mùa bầu cử vừa rồi nghe nhăn nhãn, nhưng bà con không care. Mà trong ấy có, nói thật sự với quý vị luôn nha, nếu như Tổng thống Trump đem lại cái thành công về kinh tế, lật ngược cái quỹ đạo kinh tế và cũng như ngoại giao quân sự của nước Mỹ, nó thật sự có, nếu như ông Biden không ân xá khống cho ông ta, không ân xá khống cho Hillary, cho Obama, cho này kia, Tổng thống Trump mà có bắt, xin lỗi quý vị luôn, dân cũng không quan tâm. Tức là sao? Dân cũng không quan tâm theo cái kiểu là bắt là sẽ trở thành nhà độc tài, bắt là sẽ ông Trump là một người phi dân chủ, dám động vô ông 44, ông 46 này kia. Dân người ta không quan tâm luôn. Tại sao? Tại vì chính ông Biden đã thử bắt Tổng Trump rồi, dân ta đâu có care. Mà người dân người ta còn thấy sao? Vì vấn đề kinh tế quá eo uột, thế giới bất ổn, mọi thứ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, mà ông Biden không lo gì cả, chỉ lo đi bắt đối thủ đối lập. Lúc đó người ta mới thấy cái gì, người dân người ta mới đưa tới một cái gì, một cái cảm xúc đi tới những phản ứng ngược. Và còn nếu như mà Tổng Trump làm cho đất nước thành công, tinh giản được chính phủ, đưa ra được những cái tham nhũng, cái thối nát của cái đám quyền lực ngầm, xin lỗi luôn, người dân hoặc là gọi là không bị, không quan tâm theo kiểu tiêu cực cho Tổng thống Trump, mà họ còn vỗ tay nữa. Thế cái đám cánh tả này không bao giờ chịu học, không bao giờ chịu rút ra mình sai chỗ nào hết, và vẫn tiếp tục, vẫn double down, vẫn kiên quyết với con đường sai lầm đó của mình. Và đó chính là những gì mà Trần Mai Côn được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.